mình là như vậy. Và Trâm nghĩ nếu mà mình là diamond có nghĩa là 6 người ở dưới mình họ là platinum họ có thu nhập. Mà mình là platinum mà mình có thu nhập thì dưới nữa những người 15, 18, 12 họ cũng có thu nhập. Đúng không ạ? Xa nhất trong cái hệ thống là cái người 0% là cái người khách hàng họ có được lợi gì không? Họ được tiêu dùng sản phẩm tốt, họ có cái nhà phân phối nào đó biết hàng tốt và giới thiệu cho họ xài. Đúng không ạ? Và cho bạn thấy là sản phẩm thì tốt, bản thân mình trải nghiệm cả năm rồi, cơ hội kinh doanh thì minh bạch rõ ràng, không bằng ai làm tới đâu hưởng tới đó. Và cho cảm thấy là cái kinh doanh này á, những cái gì mình nói ra nó đều phải là sự thật hết. Tại nếu mà không thật á thì nó không có bền được, các chị công nhận không? Chính xác. Cháu nhớ là 10 tháng cháu không có doanh thu trong em quay, nhất ít lắm nó chưa được 6%. Nhưng mà khi mà cháu trải nghiệm sản phẩm xong rồi các chị biết cháu đi bán sản phẩm cho nó sao? Hồi đó sản phẩm ấy, mà bây giờ kể cả những cái sản phẩm này cho cũng làm vậy. Ví dụ như là nước rửa chén này, cái bánh răng này, nước giặt này, hay là lòng xe la khử mùi, những cái sản phẩm có đơn giản á. Cho nó với những người khách hàng của mình là chị ơi, cái sản phẩm này nè em đang xài, để giờ em minh họa cho chị coi, chị muốn gì chị xài thử. Nếu mà xài mà không như em nói á, chị đem lại chị trả cho em. Nếu mà chị xài mà chất lượng không như em nói, chị trả lại cho em xin lỗi, trả lại chị 100% tiền. Nếu mà chị xài mà hết nửa đầu mà nửa cuối á, mà chất lượng nó không như cái nửa đầu á, thì chị cũng tới chị trả lại cho em trả lại chị tiền, em xin lỗi. Mà nếu mà lỡ mà chị mua gì rồi chị xài mà chị thấy tốt và chị tiết tiền, lỡ bình thường mình mua cái chai nước rửa chén có mười mấy ngàn, hôm nay mua chai trăm mấy mà chị tiết tiền thôi, chị cũng trả lại cho em sẽ trả lại cho chị, em xin lỗi chị. Vì sản phẩm tốt, mình có thể đường đường chính chính mà kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh minh bạch rõ ràng công bằng. Cho nó kinh doanh này là bạn làm chủ. Mình có thể quyết định cái doanh thu của mình thành công bao nhiêu là do mình quyết định. Mọi thứ minh bạch rõ ràng. Và các chị biết không, tháng đầu tiên mà cho kiếm được tiền trong em quay vào tháng 2 năm 2009 là cho nhận được 6%, 600 ngàn. Tháng tiếp theo 940 ngàn. Tháng tiếp nữa là cứ 6-2 tháng thì là 9%. Được 2.1 triệu, được 4.1, được 4.3 triệu, được 6.70 triệu. Xong rồi được 15.800.000 khi mình lên 21%. Và cho tới bây giờ, và các chị biết không, cho tới bây giờ là em quay, cho cảm thấy là cái đầu mình nó sướng vô cùng luôn. Không cần phải suy nghĩ nhức đầu là tiền mình kiếm được có minh bạch rõ ràng công bằng hay không, thuế má nó như thế nào, mọi thứ nó đường đường chính chính. Và con người mình cho nó thiệt, cái từ họ hiểu ra em quay, các chị biết không, ngủ ngon vô cùng, ăn cái gì cũng ngon, ngủ lúc nào cũng thấy ngon. Nó tại cái chạy nó ra như vậy á. Tại sao giống chị như nói hồi sáng á, mình tìm được cái lẽ sống của mình ở trong đây. Mình hiểu cho nên mình tin, mình hiểu và mình cứ đường đường chính chính mình làm. Và cháu nghĩ rằng là có thể làm được. Hồi trước mình làm cái này cái kia mình mong chán, chứ cái này mình có thể làm được cả đời. Đúng không ạ? Đúng. Mà chọn được một cái mà làm được cả đời. Giống như các chị có chắc là mình cưới được cái người vợ, người chồng mình mà mình sống được cả đời không? Nhiều người không dám chắc đúng không? Nhưng mà nếu mà các chị lấy được một người, các chị giống như cháu lấy anh Hùng vậy, và nói là mình có thể tự tin sống với người này cả đời, các chị thấy sướng không? Đúng, đúng không ạ? Và may mắn mình ở trong Cado, mình các thầy của mình chỉ dạy mình làm những điều đúng thôi. Hồi xưa khi mà mình chưa có hiểu em quay á, thì mình không có tự hào mấy đúng không? Làm gì mà cứ suốt ngày anh Hùng lên đó, cái gì mà có mấy cái chai nước rửa chén, có cái cây bánh trăng mà suốt ngày đi học biết. Học chi mà học hoài nói biết nó hoài, có nhiêu đó nó hoài. 6%, 6%, 10.000 là 24%, mà có chi mà nói biết tuần nào cũng nói. Nhưng mà các chị biết không, khi mà mình chưa hiểu đó, cái nào chương trình nào hay thì mình đi học. Nhưng mà khi các chị hiểu rồi á, kinh doanh này là của mình phải là người tự tay xây dựng nó.
từ đầu cho tới cuối, để khi mà mình đứng lên sân khấu, mình là diamond, mình chia sẻ. Các chị thấy hình ảnh cái clip mà lúc mà hồi nãy cho lên diamond á, những người xung quanh mình họ nhìn mình á, ánh mắt có thương yêu không? Có vui không ạ? À, hồi xưa lúc mà mình làm em quay á, họ nói con này điên rồi, tự nhiên đang dạy đại học, con làm bỏ đi làm bán nước đi chết. Họ không nói làm em quay, họ bị em quay là chuyện nó bán nước đi chết. Đúng không ạ? Ba cháu thì cứ nói anh Thành Hùng là con ơi, đi làm lại đi chứ nghĩ công việc tiếc quá, học kỹ sư bao nhiêu năm ra trường làm cho hãng xe đâu có dễ đâu. Tại sao nghỉ? Nhưng mà các chị biết không, khi mình hiểu rồi mình làm cái công việc của mình, các chị nó vui vẻ, nó tự hào, nó hay lắm. Bao nhiêu người đang cảm thấy mỗi ngày mình cầm cái bộ demo, mình cầm cái cuốn OBB, mình tới gặp khách hàng của mình mở ra, mình nói với, mình hẹn cà phê, mình nói với bạn của mình về em quay mà mình cảm thấy rất vui vẻ, tự hào à? Ai cảm thấy như vậy ạ? Tại vì mình hiểu mình đang làm gì, đúng không ạ? Đúng. À, đúng. À, đi học làm những cái việc rất là đơn giản cơ bản, ai cũng giống nhau thôi. Làm em quay ban đầu các chị không có nhiều hành tráng hết á, nhưng mà khi mà mình chưa hiểu á thì mình chưa có thấy vui. Mà khi mình hiểu rồi các chị biết không, một chữ thôi, cái gì chị thấy mê, đúng không? Đúng không ạ? Mê, mê đi chia sẻ cho từng người về cơ hội kinh doanh. Và các chị biết không, 10 năm trong em quay, trừ năm đầu tiên lên lên xuống xuống đi, ai cũng phải có cái giai đoạn đó hết trơn, không có ai mà vô phát hiện liền mê làm luôn, không có. Nó phải có khúc đầu tiên vậy đó. Thì 9 năm qua, trong do rằng là mình không có làm em quay và mình tận hưởng cái cuộc sống của mình trong cái môi trường kinh doanh này, đúng không ạ? Đúng. Mỗi ngày tôi đã trải nghiệm anh Hùng, có lúc đi ôm biên, có lúc đi demo vô nhà đang nói chuyện bà vợ, ông chồng về nhà muốn đuổi ra khỏi nhà bình thường, nhưng mà đó chính là cái trải nghiệm cuộc sống của mình. Ở đâu mà cho các chị cái môi trường mà các chị có thể, nói chung là đôi lúc giống như là có thể đi kiếm một bánh mì ăn thôi đã là may mắn rồi, có một ly nước để uống thôi là may mắn rồi. Nhưng mà cũng có những lúc mà các chị tận hưởng cuộc sống mà không hiểu được là tại sao mình đang ở đây, đúng không ạ? Làm những cái việc đơn giản với cái niềm tin, giống như chị nói là gì, mỗi ngày mình đi làm việc cùng với cái ước mơ, cùng với cái niềm tin đó, mỗi ngày mình nhớ tới cái động lực tại sao mình làm từ ban đầu tới cuối không quên nó, thì nhất định cái sự thành công nó tới. Từ từ đội nhóm càng ngày càng đông. Cháu nhớ là năm 2011, một năm đầu tiên của 2008 các chị không có người nào trong đội nhóm, nhưng mà tới năm 2011 công ty em quay gọi điện và nói là cháu ơi, bây giờ hệ thống của chị đã trên 10.000 người rồi, mình hết hồn luôn, không biết ở đâu ra. Hết hồn thực sự luôn các chị, không biết ở đâu ra luôn. Nhưng mà cứ như vậy đó, hệ thống phát triển, đương nhiên kinh doanh mà có lên có xuống, có người vào có người ra, đúng không ạ? Nhưng mà những cái gì nó đúng, những cái gì nó tốt thì nó sẽ trường tồn, nó sẽ bền, sẽ ở lại. Và cho cảm thấy là may mắn ở trong tương lai. Bởi vì sao? Nói thiệt với các chị nha, từ từ các chị làm, từ từ các chị trải nghiệm đi. Và cho hỏi những người làm lâu rồi có phải đúng không nha? Chưa hỏi mình đúng. Là gì ạ? Tức là ở trong môi trường em quay các chị, mình gặp được rất là nhiều người tốt. Những cái người họ thật, sống với nhau là thật lòng, thật dạ, có gì là nói ra là nói thiệt. Gặp nhau á, nhìn nhau cái thôi, muốn ôm nhau cái khỏi cần nói nhiều, biết là thương nhau thì lắm, hiểu nhau thì lắm rồi. Và mình nói hả, trời ơi, nếu mà trong cuộc sống trước đây khi mà mình làm em quay á, mình chỉ cần trong đời mình chỉ có một vài người mà xung quanh mình như vậy thôi là đã may mắn cho mình lắm rồi. Nhưng mà các chị biết không, ở trong em quay là quá nhiều luôn, quá nhiều những cái người tốt, những người hay ho mà ước chi trong đời mình có những cái người bạn như vậy. Nhưng mà các chị biết không, ở trong em quay các chị sẽ gặp quá nhiều luôn. Cái điều đó có phải là may mắn cho mình không các chị? Có tự hào mình là ở trong một cái trung tâm mà có người khó khăn, mình làm mình quyết định hoàn thành cái sự thành công của mình là đương nhiên có thể giả nếu mà mình làm giả, đúng không ạ? Nhưng mình ở Grado mình lựa chọn kinh doanh thật, làm thật, sống thật, nói thật, thành công cũng là thật, được không các chị? Như vậy mới xứng đáng là Grado, đúng không ạ? À, đội nhóm càng ngày càng phát triển. Ở Sài Gòn trong may mắn ngày xưa đi về Đà Nẵng đi 10 tháng liền luôn.
luôn, không có ai vào đó tin hết, nhưng mà mình cũng cứ kiên trì mình đi về. Và cuối cùng có một người, rồi có hai người, rồi từ từ có đội nhóm ở đó. Ở Sài Gòn cho cũng phát triển ngày xưa. Thầy nói, mày ở Sài Gòn mày làm thôi, đừng cần đi Đà Nẵng làm gì. Nhưng mà trong suy nghĩ cho nó, thầy á, nói mình không đi, không phải là cản mình không đi. Nhưng mà thầy muốn để cho mình kiểm tra lại là mình có quyết tâm đi hay không thôi. Như vậy bây giờ mình quyết tâm đi thì mình đi. Thế là mình đi, mình có thị trường. Đúng không ạ? Cho nên là offline các chị đôi khi những cái gì mà mình làm, miễn là mình làm đúng các chị, mà mình quyết tâm, tại vì cái kinh doanh này là sự nghiệp của mình đúng không? Ban đầu mình chưa biết, tiếng trên hỗ trợ nhắc nhở. Nhưng mà khi mà mình đã quyết mình làm thì mình hãy cứ làm, tin tưởng theo cái con tim của mình, được không ạ? À, rồi các chị sẽ thấy các đội nhóm khác sẽ là body clean, sẽ là smart fit đúng không? Nhưng mà các chị gặp Châu các chị sẽ thấy là nấu ăn, tại vì Châu nấu ăn xong rồi mấy bạn khác đi giảm cân được không? Được không ạ? À, nó vui các chị ha. Mình bây giờ có rất là nhiều sản phẩm để mà làm rồi, để mà kinh doanh rồi. Và cho tới bây giờ Châu cảm thấy mình rất là may mắn, rất là tự hào, bởi vì mình có một cái đội nhóm rất là tuyệt vời, từ Nam chí Bắc luôn. Bây giờ không biết sao mà đội nhóm ở miền Bắc cũng có, Trung Nam chỗ nào cũng có, miền Tây, Nam Bộ, Tây Ninh cũng có luôn. Hồi xưa mình nghĩ trong bụng là sau này mình sẽ là Diamond, sau này một đêm không chỉ là center của đội nhóm Sài Gòn ra hoạt động, cả nước chỗ nào cũng có. Nói thì nói vậy thôi chứ, nhưng mà không biết sao các chị rồi tới ngày nó cũng thành sự thật. Và cho bây giờ trong đội nhóm đôi khi các chị biết không, hồi nãy chị Yến có anh Tuấn là rất là sung sướng đúng không? Châu các chị vô cùng sung sướng luôn, bởi vì Châu có còn may mắn là có đội nhóm giống vậy không à. Châu chúc các chị đầu năm nha, làm sao mà có những cái người giống như anh Tuấn, giống như chị Phương Lâm Bắc, giống như bạn Quý Bình, giống như rất rất là nhiều anh chị em trong đội nhóm, được không ạ? À? Tại vì sao? Không dễ, nhưng mà khi bảo trợ được, khi họ hiểu ra kế hoạch kinh doanh rồi thì sao ạ? Giống như mình thôi, mình biết công việc của mình làm chủ thì mình sẽ làm, đúng không ạ? Và ngày mà Châu tham gia em quay cái gì, lúc đó Châu 29 tuổi. Một năm đầu tiên là 0%, năm thứ hai từ 6% 2 tháng rồi lên 9, liên tục 12, 15, 18, 21. Và trong cái năm thứ hai đó cho lên Platinum. Năm tiếp theo là 2010 là Emerald, 2011 là Founder Emerald, 2012 là Diamond, 2013 là Founder Diamond, cho tới bây giờ. Và lúc Châu lên Diamond là Châu 32 tuổi, 33 tuổi, năm nay là 39 rồi. Thì các chị thấy không, cái kinh doanh của mình á, luôn luôn có những cái lớp trẻ, luôn luôn có những cái người họ tiếp tục vào trong cái kinh doanh này. Các chị nghĩ biết thầy Phu lúc tham gia em quay thầy Phu bao nhiêu tuổi không ạ? 26 tuổi. Các chị biết thầy Phu bao nhiêu tháng làm lên Diamond không? 27 tháng lên Diamond. Thầy Phu tham gia em quay lúc 26 tuổi, sau khi đã một lần từ chối em quay và làm cho người bạn của mình bỏ em quay. Và thầy Phu tham gia lúc 26 tuổi, 27 tháng lên Diamond. Thì sau này rõ ràng trong cái hội trường này bao nhiêu anh chị đang ở tuổi dưới độ 30 ạ? Wow, tuyệt vời đúng không? Và Châu cũng rất là may mắn, ở đây chỉ là một số các chị, các bạn đại diện trong đội nhóm thôi các chị, là những cái người trẻ tuổi, là những cái người mà hiểu ra được cơ hội kinh doanh, nắm bắt cơ hội kinh doanh và đang ngày đêm nỗ lực và để cho có cái sự thành công của mình. Và ngày hôm nay ở đây các chị, Châu có ba người bạn trẻ, Châu gọi là ba già người lâm có hủ, mà cái này không có hủ, cái này là tiếng không à. Ba bạn các chị biết không, một người đến từ Tây Ninh, bạn Lâm Quang Sang là Platinum mới tân tân của tháng này luôn. Và các chị biết là bạn mất bao lâu để bạn lên Platinum không? 72 tháng là bao nhiêu năm? Bạn biết, các chị biết là bạn mất bao nhiêu lâu để bạn lên 21% không? 44 tháng để bạn lên 21%. Nhưng mà các chị ạ, từ 0 mà cho tới 1 thì nó khó đúng không ạ? Giống như trong 10 tháng đầu tiên, từ 0 cho tới 1 nó rất là khó. Nhưng mà từ 1 mà lên 10, lên 100, lên 1000, đơn giản,
hơn nhiều. Bà Sang là cái người mà hàng tuần các chị từ Tây Ninh đi về Sài Gòn, đi center, đi học tập, không bỏ bất kỳ hội nghị, sự kiện nào. Và bạn trước đây khi làm đại quay chỉ là một cái nhân viên phục vụ ở quán cà phê, quán bar thôi, không có trình độ, nhà nghèo, ba mất sớm, là cái người gánh vác cả gia đình. Nhưng mà bạn lựa chọn em quay, cho dù thời gian có lâu hơn người khác, nhưng mà cũng đã thành công đúng không ạ? Đã lựa chọn và thành công. Người thứ hai là bạn từ Hồ Anh Minh, cũng là một Platinum Best Buy của hệ thống Chao luôn. Tháng vừa rồi mới lên Platinum Best Buy đúng không ạ? Mới tháng trước thôi. Và tháng trước bạn vừa có một nhánh tắt và bạn doanh số cộng lại cũng là 10.000 VP các chị. Tuyệt vời không ạ? Và đang làm quay bán thời gian. Vừa là chủ quán cà phê, vừa đi làm cho một công ty quảng cáo của Pháp, vừa làm em quay bán thời gian. Người tiếp theo nữa, bạn founder Platinum người nước tiếng, giảng viên đại học các chị, là một trong những người trẻ tuổi nhất Việt Nam mà có được cái bằng CF. Và đã lựa chọn kinh doanh em quay toàn thời gian. Các chị có muốn gặp ba bạn trẻ này không ạ? À? Lý do tại sao mà lựa chọn em quay để giúp đỡ mình. Cho nên cái phần thưởng, cái phần quà để mà cảm ơn họ
thành công của mình. Đó rất là nhiều lần mình đứng trên sân khấu này, mình chỉ mình cảm ơn tiếng trên, mình rít mắt, tại vì hai anh đã vất vả với mình rất là nhiều. Nhiều lúc hôm nay cũng mượn lời cảm ơn, mượn lời xin lỗi đến hai anh rất là nhiều vì cái thành công của em quá chậm mà khiến hai anh rất là vất vả thì không quen. Nhưng mà em xin hứa là sau này sẽ không bao giờ có cái vụ chậm thế này nữa các chị, mình phải chạy hệ thống, bao giờ mình phải chạy các chị, chứ mình không thể nào mà dừng lại được nữa. Cho nên nhiều lúc á, khó khăn đó là cái chuyện bình thường, tại vì các chị biết sao mà khó khăn vấp ngã, nhiều lúc khó khăn vấp ngã đau khổ, thậm chí là cái cảm giác gì trong anh quay anh sang nhiều như cũng đã trải qua hết ráo rồi. Nhưng mà cái đó nó là cái gì vậy? Đó chỉ là cái động lực giúp cho bản thân sang luôn luôn nghĩ nó là động lực để mình luôn luôn bước tiếp thôi. Cho dù là mình sẽ cho Amway Việt Nam và hệ thống radio của mình ghi tên của mình luôn á, luôn luôn là mình thất bại, nhưng mà sẽ không bao giờ có hai từ bỏ cuộc đối với Long Quang Sang này. Và cái cột mốc cao nhất của mình rất là muốn đó này. Tại cái cột mốc cao nhất của mình rất là muốn, không phải đơn giản như là Latinum hay là Diamond, nhưng mà mình rất là muốn làm ra Ambassador. Tại sao mà Sang nói điều này đến trước khán đài? Tại Sang rất yêu quý những đào lai, những tiếng dưới của Sang. Sang không muốn họ chỉ là những Latinum đi theo mình, nhưng mà mình muốn tất cả họ sẽ là từ Diamond trở lên đi theo mình các chị. Vô là quay các chị, mình rất là tự hào, mình cực kỳ rất là tự hào mình là nhà phân phối quay các chị. Tại sao? Ngay cả những cái thời điểm đầu lúc trước mà Sang cực kỳ rất là ghét quay, nhưng mà khi đã tìm hiểu rồi, Sang cực kỳ rất là tự hào mình là nhà phân phối quay. Tại sao Sang nói vậy? Sang thường thường rất nói về nhớ như này, mình phải thực sự tự hào mình là nhà quay thì mình mới đi chia sẻ quay cho người ta được. Còn nếu như người ta hỏi mình làm cái gì, mình không dám nói mình là quay thì làm sao mình chia sẻ cho tình các chị? Tại vì nói đơn giản, quay là mình làm thật, nói thật, sống thật thì mình chả có người ngại hết, thì mình chả sợ bất cứ gì hết, đúng không chị? Hơn sau nữa mình tự hào mình nằm radio. Trong radio thực sự là Cang Sang cảm thấy là Sang rất là hạnh phúc được nằm radio. Tại trong radio Sang đã từng nghe rất là nhiều câu chuyện rồi, đặc biệt đó chính là thầy Phu Hu Kim, là người thầy mà mỗi lần mà Sang buồn ngã nhất, nhiều lúc là buồn mà không thể nào tưởng tượng nổi, buồn không còn ai nói chuyện luôn chị, bật clip của thầy lên coi tự khóc luôn. Và mình nói rằng cuộc đời này tệ lắm, mình cũng phải là một phần người giống như thầy mình mới chịu. Tại mình thấy, mình nhớ thầy có nói một câu thế này: khi bạn thành công đủ lớn thì bạn sẽ làm được những việc lớn hơn. Đó là cái tấm hình mà thầy Phu chụp ở bên Châu Phi á, thì là thầy Phu giúp đỡ những đứa trẻ ở bên Châu Phi. Và mình cảm thấy câu nói rất là thấm các chị. Khi mình thành công đủ lớn, mình sẽ làm được những việc lớn hơn. Và mình tin rằng Sang làm được tất cả các chuyện mà mình đố ăn. Cảm ơn các chị. Xin hoan chào đón tất cả các anh chị có mặt được chiều hôm nay ạ. Wow. Cái gì? Đầu tiên xin phép Thi được tự giới thiệu bản thân. Thi tên là Trịnh Hồ Anh Thi, hiện đang là nhà phân phối bán thời gian của công ty Amway. Và tháng 12 vừa rồi là đạt chuẩn Platinum của công ty Amway. Thi lớn lên tại miền Trung và hiện nay vẫn đang đi làm cho một công ty quảng cáo của Pháp, là đại diện phân phối kinh doanh của công ty đấy ở Việt Nam. Công việc thứ hai của Thi là Thi có một cái quán cà phê nhỏ nhỏ ở bên quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc thứ ba nữa đó là mình có mở một cái showroom gỗ nghệ thuật. Doanh thu mỗi tháng cũng bằng doanh thu của bạn 21%. Công việc thứ tư nữa là Thi có đầu tư chứng khoán, và công việc thứ năm nữa là Thi có đầu tư cho nông sản. Thì tuy nhiên tất cả những công việc đó, Amway đều xếp ở vị trí số 2, bởi vì Amway là số 1. Bởi vì Amway là số 1. Tại sao là như vậy ạ? Tại vì cá nhân thì làm rất là nhiều việc, nhưng mình luôn nghĩ rằng là liệu đến 30 tuổi mình có được một cái khối tài sản trị giá 1 triệu đô hay không? Thì không trả lời câu hỏi đó với những công việc cũ cái gì. Nhưng tới thời điểm này, ngay khi mà mình chứng minh được rằng mình đã, đang và chắc chắn sẽ là founder của năm nay và nhiều mức minh cao hơn của Amway trong những năm tới, thì mình chắc chắn là mình đã sở hữu được tài sản trị giá 1 triệu đô. Tại sao? Rất đơn giản là một tháng thu nhập của một Platinum là 1.500 đô, đúng không ạ? Đến 2.000 đô. Thế thì thấy thì nói tiền, thế chứ tại vì thì rất mình mê tiền. Một năm nhân với 12 tháng thì thu nhập của một founder Platinum là 20.000 đô, đúng không ạ? Rất là may mắn Thi trở thành founder Platinum trước khi mình 30 tuổi. Tại vì năm nay Thi mới 29 tuổi. Và nếu như mà mình sống đến cuối đời, thì lấy ví dụ là 50 năm đi, các chị cái 20.000 đô nhân với 50 năm thì giá trị tài sản có được tính tới thời điểm này là bao nhiêu rồi?
1 triệu đô đúng không ạ? Nhưng 1 triệu đô đó là thu nhập thụ động. Đó là điểm đầu tiên mà Thị yêu em quê ạ. Tại vì chỉ có em quê là công việc duy nhất trong tất cả những công việc mà Thị đã làm qua, chứng minh cho Thị biết được rằng là mình có thể có được 1 triệu đô trước tuổi 30. Hàng tháng. Điểm thứ hai rất là yêu em quê đó là tại sao khi mà vừa mới ra trường mình lại mở quán cà phê? Bởi vì lúc đó Thị nghĩ rằng là nếu như mà Thị có nhiều quán cà phê, có chuỗi quán cà phê ấy, thì mình chỉ cần thuê người về, xong rồi ai đó sẽ quản lý quán cà phê cho mình, và việc của mình chỉ là thu tiền mỗi tháng và lấy tiền đó để đi du lịch khắp nơi trên toàn thế giới, giống như chị Châu có chia sẻ về hình ảnh của chị đi du lịch. Thì Thi rất là mê đi du lịch các anh chị. Ở đây có chị là mê đi du lịch giống như Thi không ạ? Mê tới mức mà trên đầu giường của mình dán cái bản đồ thế giới ạ. Mê tới mức mà ngày nào mình cũng nhìn tới cái quốc gia mà mình sẽ đi ạ. Mê tới mức mà mình tưởng tượng là mình sẽ được chụp một tấm hình để mình tháo FP. Mê tới mức là mình tưởng tượng rằng là một ngày nào đó mình sẽ sở hữu một chiếc xe riêng. Mình sẽ đi từ Bắc vào Nam, mình đi hết tất cả mọi miền của Tổ quốc à. Thi là như vậy, Thi rất là mê đi du lịch, Thi rất là mê chơi. Nhưng mà khi Thi đầu tư quán cà phê thứ nhất thì may mắn là thành công. Nhưng khi mình đầu tư đến quán cà phê thứ hai thì lại thất bại vì chọn sai địa điểm. Và tới lúc đó là không dám đầu tư quán thứ ba, quán thứ tư, quán thứ năm nữa các anh chị. Bởi vì là mình sợ thất bại từ kinh doanh truyền thống mà. Bởi vì nó quá khó để mà Thi có thể thành công. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi mà thành công cùng với kinh doanh Amway và khi mà Thi tìm hiểu kinh doanh Amway, hiểu rõ về kinh doanh Amway, mình tin chắc rằng là từ đây trở về sau, ít nhất mỗi năm thì có một chuyến du lịch miễn phí từ công ty Amway. Đó là điểm mà mình đã rất yêu kinh doanh Amway. Và nếu mà mình còn tiếp tục chiến đấu và chắc chắn sẽ chiến đấu để thành công cùng với Amway thì ít nhất mỗi năm sẽ có 2 chuyến du lịch hạng thương gia ở mức độ đặc biệt cùng với Amway cho tới cuối đời. Cho nên không có bất cứ một kinh doanh nào cho tới thời điểm này xứng đáng hơn kinh doanh Amway mà Thi đã tìm hiểu. Nhân đây cũng xin phép được gửi lời cảm ơn tới 2 người offline, đồng thời là 2 dì dượng của Thi đã chia sẻ kinh doanh Amway cho Thi, đó là founder Platinum dì Hồ Hữu Thiên Nga và dì Phạm Hùng. Và năm nay 2 dì dượng sẽ đi Alaska. Rất là tuyệt vời ạ. Và một lời cảm ơn sâu sắc hơn nữa dành cho founder Diamond của chúng ta, chị Trần Thị Quỳnh Châu và anh Hồ Văn Hùng ạ. 2 người đồng hương của Thi Quảng Nam ạ. Và lời cảm ơn trân trọng hơn nữa dành cho FC Alanon, người đã luôn luôn hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ hệ thống Thi phát triển ạ. Và lời cảm ơn lớn nhất dành cho tất cả các anh chị lãnh đạo của Grado hiện nay đang ngồi tại đây ạ. Và đặc biệt là thầy Phú Hồ Kim của chúng ta. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Thời gian không có nhiều cho nên là Thi xin phép được chia sẻ cái cảm xúc của Thi khi mà Thi đạt mức pin đầu tiên là Silver và Platinum, để dừng lại phần tiếp theo cho anh Tiến ạ. Đó là Thi rất là biết ơn thầy Phu các anh chị và rất là biết ơn hệ thống của mình. Thi nhớ là lần đầu tiên mà Thi tham dự đại hội thành công Grado, lúc đó là mình 6 hoặc 9% gì đó, Thi nhớ 6%, và mình ngồi ở đâu tiếp phía dưới khán phòng bên kia các anh chị, ngay dưới chót á, tại vì là mình không có xếp hàng sớm, mình đi trễ. Và một năm sau khi mà tham dự đại hội Grado lần thứ hai, gặp thầy Phu lần thứ hai thì mình lên được bước pin chỉ có 15% thôi. Nhưng mà bây giờ ở đây lần thứ ba gặp lại thầy Phu thì đã đạt bước pin là Platinum ạ. Và cái năm mà thi được 12% các anh chị, mình làm hồi mình không có lên được pin à. Ở đây các chị nào cảm thấy là mình làm hồi mà không lên được pin giống như thế không ạ? Cảm thấy rất là buồn. Mình đi chia sẻ với anh cũng thấy rất là thất vọng, bởi vì mình không thể nào thay đổi được pin của mình. Và rất là may mắn là lúc đó Thi có gặp Diamond anh Phạm Việt Bắc. Anh Bắc nói với Thi một câu như thế này thôi: mỗi người có một nấc thang, một cái nút cỏ dai, không biết cái nút đó nằm ở đâu, nhưng nếu như gỡ được sẽ thành công. Thì về Thi suy nghĩ, cái nút của mình nằm ở đâu? Cái nút của mình ở chỗ nào? Tại sao mọi mà không thành công? Trên lúc lái xe đi làm thì cũng suy nghĩ, đi gặp khách hàng thì cũng suy nghĩ, bảo trợ xong thì cũng suy nghĩ, bán hàng xong thì cũng suy nghĩ, cái nút mình nằm ở đâu, tại sao mình gỡ không được để mình lên 21%. Và đến một ngày thì hiểu được là cái nút đó của Thi nó nằm ở sự quyết tâm, mình chưa đủ quyết tâm. Cho nên có một lần Thi rất là nhớ là đang chạy xe ở trên đại lộ Võ Văn Kiệt, mình nghĩ rằng là Thi, tại sao tháng này không lên được 21%, tại sao tháng này có lên được 21% không, có lên được không? Và đang giữa đường lái xe các anh chị thì nói tháng này nhất định tôi sẽ lên 21%, và tháng đó thì lên 21%. Thì đó
ơn thầy rất là nhiều. Cái gì có muốn trở thành 21% không ạ? Có. Có muốn không ạ? Có. Có muốn không ạ? Có. Khi nào? Tháng này. Tháng này. Cho nên đó là cái quyết tâm của em, và tháng đó thì cố gắng để mình trở thành 21%. Và cái động lực thứ hai để mình trở thành Platinum. Thì có nghe về thông tin về công ty Amway sẽ mời thầy Phu để tổ chức rally vào tối ngày 1 tháng 3, cách đây 3 tháng thì nhớ là vậy. Và Thi tính nhắn là nếu như mà Thi được công nhận là Platinum vào tháng 12 của năm 2017 thì chắc chắn rally sẽ được đứng chung sân khấu với thầy Phu. Đó là cái điều mà Thi rất là ước ao các anh chị. Thi ước ao hàng ngày, Thi nghĩ cái chuyện là mình phải được 21%, mình phải được Platinum để được công ty công nhận, để được mời lên rally của hôm đó và được đứng chung sân khấu với thầy Phu thôi. Đứng chung cái sân khấu mà thầy sẽ chia sẻ thôi là chắc chắn mình sẽ thành công. Và tháng đó thì về thì nói về mong muốn mình, thì nói thì sẽ cố gắng để được đứng chung sân khấu với thầy Phu. Và các anh chị nào mà cố gắng để được silver thì tháng đó cũng sẽ có khả năng được đứng chung sân khấu với thầy Phu. Và tháng đó thì có một danh tắc cộng với 10.000 dư như chị giờ nói. Đôi khi cái ước muốn của mình rất là nhỏ đó cái gì, nhưng mà nhờ niềm tự hào của Thi đối với Grado, đối với hệ thống, đối với thầy Phu, cho nên là mình đã quyết tâm để đạt được mức đỉnh đó. Câu chuyện của Thi thì rất là dài, nhưng mà hôm nay không có nhiều thời gian. Chỉ hy vọng rằng là một chút xíu kinh nghiệm của mình sẽ giúp đỡ được rất là nhiều các anh chị ở đây. Chúng ta thay đổi pin của mình trong năm 2018. Xin chúc cho tất cả các anh chị sẽ thành công. I can eat, you can do it. Lần đầu tiên Tiến xin chào tất cả cô chú các anh chị và các bạn có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Tiến xin giới thiệu lại mình một chút xíu là tên đầy đủ của Tiến là Nguyễn Đức Tiến. Thì cho đến thời điểm bây giờ Tiến là nhà phân phối toàn thời gian với Kinh doanh Away. Nhưng mà trước đây thì công việc trước đây của Tiến là một giảng viên đại học. Thì các anh chị biết là khi Tiến làm giảng viên đại học và chuyên ngành của Tiến là về tài chính thì bắt đầu Tiến mới cảm nghĩ rằng đó là khi mình học về tài chính, khi mình dạy về tài chính, khi mình dạy về đầu tư thì chắc chắn đâu đó mình đang muốn chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cho rất là nhiều những bạn sinh viên, cho rất là nhiều những thế hệ sau, họ biết cách kiếm được một cái nguồn thu nhập. Mà cái nguồn thu nhập đó các anh chị ngồi đây nghe rất nhiều, có phải là nguồn thu nhập thụ động không ạ? Nhưng mà khi mình dạy người ta kiếm thu nhập thụ động, nhưng mà mình thì lại là cái người kiếm thu nhập chủ động. Cái này nó rất nghịch lý không ạ? Nó rất là nghịch lý chỗ đó. Mình mới hoang mãi muốn kiếm thu nhập chủ động thì phải đầu tư, mà đầu tư đôi khi mình lại không có vốn. Đâu phải tất cả các anh chị ngồi đây lúc nào cũng có một cái nguồn vốn dồi dào, lúc nào cũng có được ba mẹ rất là có điều kiện và cho mình một cái nguồn vốn lớn để mình đầu tư.